tìm hai điểm MN gần dòng điện dài cảm ứng từ tại B lớn hơn 4 lần vậy là cảm ứng từ là B gì BM Bạn nè lớn hơn cảm ứng từ N 4 lần 4 lần thêm chữ lần là phép gì nhân đã nhớ cái chỗ đó 4 lần BN. rồi đây là cảm ứng từ tại gì tại điểm hay là tâm hay là dòng dây, dây rõ chắc trà bây giờ mơ trong điện thẳng dài. Buổi điểm. Điểm M, điểm N mà. Đọc công thức BM bằng 2 nhân 10. mũ trừ 7. 7 nhân y chia r, y chia r. b r. m. Ổn chưa? M tiếp tục BN bằng y trang. 2 x 10 mũ trừ 7 nhân y mũ n xin lỗi y n chia r n và nhớ hai thằng m n cùng dòng điện đúng không cùng dòng điện thì cho thấy thằng y m với in n như thế nào bằng, bằng nhau một y hiểu thấy gấp không phép gì Nhưng. nhớ đức phép gì chia. ừ chia thích nào trên chi dưới hay là dưới chi trên tùy chia đi bắt nè nhìn kỹ nha trách nghiệm phải làm lẹ hiểu 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 vậy suy ra em nằm chậm đó bm chia bn bằng rút hết cái chân con số mấy một chia rm bằng một phần rn hiểu tương đương bm chia cho bn bằng chia nè thấy không thằng nhân nghịch Nghịch đảo về một phần rm nhân chia một hiểu thượng đường, đường. À, em làm quá chậm cho chị rồi đó. ở đâu mà ở không đâu mà ngồi làm chậm thế bằng rn chia rm nhưng vô đây thấy em à, bm chia bn không Vậy đây mình làm y chang nè BM bằng 4 lần BN đúng không? Muốn giống này thì chuyển hàng này qua đúng không? Thì tương đương BM chia Bằng 4 Thế này vô 4 Vậy suy ra RN chia RM bằng 4 Vậy suy ra RN bằng, 4. Ra. RN bằng. Rồi chọn đáp án